Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Reaper Scan cho máy in ép xanh L4260. Thì đầu tiên các bạn sẽ kết nối cáp nguồn cũng như là cáp in USB nhé các bạn. Kết nối cáp nguồn và cáp in USB. Cái máy in này có hỗ trợ in qua cổng Wi-Fi nhé các bạn. Công ty của tôi thì chỉ có in qua, nói chung chỉ có Wi-Fi băng tần 5G thôi. Cái máy in này nó chỉ hỗ trợ băng tần 2G4 thôi, nên là không có cài in qua cổng wifi cho các bạn được. Rồi, bây giờ tôi sẽ mở nguồn của máy in lên nhé các bạn. Và sau đó là tôi sẽ lên máy vi tính và tiến hành download và cài đặt driver nhé các bạn. Copy for Ren in Saigon. Và bây giờ trên máy tính thì các bạn sẽ lít chuột phải vào cái biểu tượng Disk PC và chọn Show More Option. Sau đó bạn bấm vào Properties. Các bạn kiểm tra xem Windows của các bạn đang sử dụng Windows mấy ha. Ở đây chúng ta có Windows 11 Pro phiên bản System Tile 64 bit. Cách làm tương tự trên Windows 7, Windows 10, Windows 8 luôn nha các bạn. Rồi sau đó bạn sẽ vào Google và gõ cái từ khóa là Driver Epson L4260 Windows 11. Các bạn mở cái link đầu tiên của epson.com lên. Rồi, ở trong phần driver bên trong này nó sẽ có nhiều cái gói driver. Thí dụ như thế này, các bạn thấy là printer driver, scanner driver. Thì máy in này ngoài chức năng in ra còn có chức năng scan nữa, nên các bạn select vào chữ download này, gói driver full. Thì cái gói driver này nó ngoài chức năng in ra thì nó có luôn cái công cụ scan nha các bạn. Rồi sau khi tải về xong các bạn mở cái file này lên, bấm run yes. Rồi các bạn chờ trong giây lát nha. Rồi lúc này tôi sẽ mở cái control panel cho các bạn xem. View device printer, printer and scanner. Rồi, các bạn thấy ha, Windows nó tự động nhận cái driver của Epson L4260. Các bạn click vào chữ Green Team Reference. Thì các bạn thấy nè, lúc này là driver Windows nó tự nhận, nên là nó sẽ không có những cái tool, những cái option hỗ trợ như là để in kiểm tra bản mã bảo mật, cũng như là cleaning hay là power cleaning nha các bạn. Do đó các bạn nên download driver từ trang chủ của hãng Epson về và tiến hành cài đặt hoặc là update driver lên nhé các bạn. Rồi chúng ta quay trở lại cái phần cài đặt đây, phần setup đây. Rồi các bạn select vào chữ Access, sau đó bấm Yes. Mình bỏ mấy cái này đi ha. Nè. Rồi. Cái này là lần đầu tiên các bạn cài đặt driver in, cũng như là lần đầu tiên cái máy này là giống như là mới khử thủng các bạn. Thì ở ngay chỗ này nó hướng dẫn nè. Bạn hãy chắc chắn là bạn đã châm mực full đầy đủ hết rồi ha. Sau đó bấm Next. Một lát sau khi cài đặt ra và in xong thì tôi sẽ mở lại cái phần reference lúc nãy cho bạn xem. Tức là khi mà cài đặt ra và full đầy đủ thì những cái tool công cụ nó sẽ có đầy đủ ra nha các bạn. Cái gói ra và full này nó cũng rất là tiện lợi. Khi các bạn cài đặt in qua cổng wifi thì nó sẽ có hiện ra cái phần tùy chọn là in qua cổng USB hoặc là cài đặt in qua cổng wifi nha các bạn. Đây, các bạn thấy ha, cái phần này nó hiện ra đây. Connect qua cái wireless network, đó là các bạn cài đặt in qua cổng không dây ha. Rồi, trong video này tôi sẽ chọn cái phần connect qua cổng USB nha các bạn, sau đó bấm Next. Rồi, bên trong này có nhiều cái tùy chọn, thí dụ như bạn muốn cài thì bạn tích vào. Nếu muốn bỏ qua thì bạn bỏ dấu chọn đi.
Đây, có Epson Scan Mask ha. Update Software Support Utility. Rồi, Scan Utility. Ok, tôi để chọn hai cái tùy chọn này thôi. Và sau đó thì bấm vào chữ Install. Rồi, tiếp theo là bạn sẽ bấm Next ha. Nếu bạn muốn in test thì bạn sẽ lắp nút vào chữ Print Test Bay này, máy sẽ in ra tờ test luôn nha. Rồi, ở đây chúng ta chọn Next nha. Rồi, tại bước này các bạn có thể đăng ký cái nơi mà các bạn sử dụng máy ha. Thí dụ chúng ta Việt Nam thì các bạn chọn Việt Nam. Và bấm Getter là sẽ đăng ký. Còn nếu bạn không cần thì bạn sẽ bỏ qua bước này cũng được. Và bấm Finish. Rồi, sau khi cài đặt xong thì tôi sẽ mở lại phần View Device Printer nè. Mở cái Printer Scanner lên. Rồi, Epson L4260 Series. Các bạn click vào chữ Printing Reference nè. Các bạn thấy ha, mấy cái option này bây giờ nó đã hiện thị ra hết rồi nè. Rồi, tôi bấm vào Print Head. Đó là kiểm tra cái bảng mã màu mà các bạn. Cái này cũng là một trong công cụ các bạn sẽ thường xuyên sử dụng ha. Khi mà máy in của bạn in ra nó bị sọc hay là sai màu hay là sọc màu gì đó bạn. Rồi, khi mà các bạn in ra được này thì chứng tỏ là ra bờ các bạn cài đặt ra bờ in đã thành công rồi nhé các bạn. Rồi, trên màn hình các bạn thấy cái chữ clean in nè. Nếu mà in ra mà bị sọc đứt nét gì đó, bạn có thể bấm vào chữ clean in để máy kéo mực xuống nha các bạn. Ok. Rồi, máy này thì ngoài chức năng in ra thì còn có tính năng scan nữa. Nên là tôi sẽ gõ vào cái thanh tìm kiếm đó bạn. Các bạn thấy Epson Scan 2 nè ha, các bạn mở lên. Ok. Rồi, trong phần này thì các bạn thấy scan, nếu trường hợp trên máy tính của bạn có nhiều cái máy in Epson, nhiều máy scan Epson khác á, thì các bạn nhớ nha, cái scanner các bạn phải chọn đúng cái máy các bạn đang cần scan. Rồi, default. Cái này default ha, default setting tức là những cài đặt mặc định. Rồi, scan cho mặt gương, máy này chỉ có mặt gương thôi. Document size A4 các bạn có thể chọn đúng cái kích cỡ của file bạn cần scan nha. Rồi, image type thì các bạn thấy nè, black and white hay là auto. Auto là đen trắng ra đen trắng, màu ra màu. Color là màu, grayscale là tông xám nha các bạn. Rồi, mình chọn auto nha. Độ phân giải tối đa 1200 dpi. Để các bạn có thể chọn cái độ giải phù hợp với mình ha. Độ giải càng cao thì cái file ra càng nặng và chất lượng càng đẹp hơn. Ở đây mình test thử, mình chọn 200 thôi. Rồi, email format. Định dạng thì có nhiều định dạng nhưng mà thường mọi người hay sử dụng nhất là PDF. Thì chúng ta chọn PDF ha. File name là cái tên file. Cái này nó lưu vào trong document nha các bạn. Rồi, bây giờ tôi sẽ dỡ mặt gương lên và đặt cái file cần scan vào đây, sau đó đậy nắp lại. Các bạn có thể bấm vào chữ review hoặc bấm scan luôn cũng được ha. Ở đây tôi chọn review. Review thì nó sẽ scan quét cái file đó cho bạn xem lên trên hình máy tính luôn nha. Đây, các bạn thấy ha, đây. Rồi sau đó bạn bấm scan.
máy in này máy in đa chức năng nha các bạn. Cái phần mà công cụ scan đó, cấu hình nó không được mạnh lắm nên là những nó không chuyên dùng cho scan nên là tốc độ sẽ hơi chậm một chút xíu. Và đây là cái file scan các bạn, vừa mới scan các bạn. Rồi, như vậy là tôi đã chia sẻ hướng dẫn với các bạn cách cài đặt, tải và cài đặt ra và in scan trên máy in Epson L4260 xong nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Chúc các bạn thành công.